Xin chào với cô chú anh chị các bạn, tôi là Mai Văn Trơn. Hiện tại tôi đang công tác và làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn OBS, phụ trách thị trường khu vực huyện thành phố của tỉnh Bến Tre. Hôm nay tôi có đến thăm khách hàng ở xã Mỹ An của huyện thành phố để kiểm tra cái đàn tôm của OBS nay được 64 ngày và sử dụng thuốc OBS nó phát triển như thế nào. Xin mời quý anh chị và các bạn chú ý theo dõi. Đây chúng ta cùng kiểm tra tôm ha. Đây tôm OBS 64 ngày. Đổ lọc. Chúng tôi mới tiến hành cân là nó về size 52 con. Đấy, quý anh chị các bạn. Rồi nó là móng. Rồi cũng nó chỉnh. Ao đất thả mật độ là 150 con trên mét vuông. Vỏ lọc 64 ngày thì size 52 con. Tôm đang lọc nhỏ vỏ rất là nhiều. Chúng ta tiến hành thăm cái nhá thứ hai. Sáng bữa nào cũng đi giúp vỏ. Hôm nay cúp điện cho nên anh Phúc ảnh không có cho ăn máy, ảnh cho ăn tay. Xin cảm ơn anh Phúc ha. Chúc anh vụ mùa thắng lợi. Xin cảm ơn quý anh chị các bạn đã chú ý lắng nghe. Anh chị các bạn có cần hỗ trợ vấn đề gì liên hệ với tôi Mai Văn Trơn với số điện thoại là 037 471 2087. Tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ quý anh chị các bạn hết mình. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại.